Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Đó, ngày hôm nay lại tiếp tục MA1003. Bác khách này yêu cầu test hàng nhá. Hàng mới nguyên thùng, nguyên hộp anh em nhá. Bên em thì chỉ có bán hàng mới thôi, không bán hàng cũ anh em nhá. Đấy, bóc nguyên thùng, nguyên hộp. Test cho anh Tú, anh ở Đồng Tháp. Anh này thì hỏi rất là nhiều rồi và bây giờ mới mua được hàng. Nhưng mà không sao anh em nhá. Rất cảm ơn anh em đã tin tưởng. Vì những cái con khung đẩy này nó giá trị nó rất là nhiều tiền anh em ạ. Đó, con này là 10.8 triệu anh em nhé. Đâm ra là không phải là ai cũng có nhiều tiền để mà mua những cục đẩy công suất lớn như thế này, đúng không ạ? Người ta cũng phải đi tham khảo anh em nhé. Đấy, cũng phải đi tham khảo, đi tham khảo rồi đi hỏi tư vấn các nơi, các thể loại anh em nhé. Thì hôm nay thì bác mới chốt được. Đấy, cái số tiền của nó là 10.8 triệu thì không phải là cái số tiền nhỏ anh em nhé. Số tiền nhỏ đối với nhiều người nhưng mà đối với một số người thì nó lại là rất là lớn anh em nhé. Nó rất là lớn thì anh em có thể là phải tham khảo rất là kỹ. Đấy, thì nói chung là đây là một cái sản phẩm mà khẳng định với anh em là nó khủng anh em nhé. Nó khủng. Nó từ những cái ví dụ như là cái công suất nó khủng này. Cắm điện nó đi em. Công suất nó khủng này. Nó nặng này đấy, và nói chung là nó bền bỉ anh em nhé. Đây là dòng cục đẩy công suất 4 kênh, mỗi kênh là 1.300W anh em nhé, 1.300W. Đấy, thì với cái 1.300W này thì anh em yên tâm là hầu như đánh được tất cả các loại loa hiện nay trên thị trường anh em nhé, từ phun đôi, xúc kép anh em nhé là có thể chơi được hết. Đấy, thì ngày hôm nay thì em cũng lên nhanh một cái video cho bác khách này test cho anh để anh em cùng tham khảo với con MA1003. Con này thì em bán khá nhiều anh em nhé. Hộp của nó thì nó sẽ có là 2 thùng anh em nhé, 2 thùng đấy, 2 thùng cắt tông này này. Em thể nhìn thấy nó rất là to đúng không ạ? Đấy, rất là to và cái khối lượng của nó là tầm nếu mà chưa bọc vào nhá anh em nhé, có nghĩa là để nguyên thùng và đẩy này thì nó nặng tới là 44 kg. Còn khi bên em đóng vào thì chắc nó rơi vào tầm khoảng độ 45 đến 46 kg anh em nhé. Đó. Đấy, ok, đóng leo ok. Đó. Ok anh em. Anh em nghe tiếng rất chắc. Đó. Đó, anh em thấy chưa? Ok chưa? Nghe tiếng rất chắc anh em nhé. Đó, nghe tiếng cực kỳ chắc luôn. Đó. Đổi kênh cho anh luôn đi. Đó, đổi kênh luôn anh em nhé. Với những cái đẩy này ấy, anh em cứ bảo là anh em sợ, một phần là anh em cứ sợ là chơi cục đẩy công suất lớn mà đánh mấy loa nhỏ thì sợ là sẽ cháy loa, đúng không ạ? Nhưng mà đây em đánh với loa bass 25 thôi, không thể cháy đâu anh em nhé. Cháy là do mình điều chỉnh cái ga. Đó. Đó. 4 kênh ok anh em nhé. Anh em đang đánh với loa bass 25 đôi S10 anh em nhé. Đấy, cho anh em xem này, đây 2 dây vàng nhé. Ok chưa? Đúng không ạ? Đấy, mà đánh bass 25 mà nó không vấn đề gì đâu anh em nhé. Không vấn đề gì hết anh em nhé. À. Không vấn đề gì hết. Còn đâu nói về cháy loa ấy, thì nó có nhiều cái. Ví dụ như là đẩy công suất yếu cũng có thể gây cháy loa anh em nhé. Vì tại sao em nói là đẩy công suất yếu mà gây cháy loa? Thì nếu mà đẩy công suất yếu khi đánh lên nó báo cái đèn clip. Đấy, thì anh em có thể thấy là khi báo đèn clip thì nó sẽ phóng ra cái dòng điện một chiều, nó sẽ làm đứt cái coil của cái loa, như vậy nó sẽ gây cháy loa anh em nhé. Còn đối với cục đẩy khỏe, nó chỉ giúp cho cái loa của mình đánh nó, cái màng nó giãn ở tốt hơn anh em nhé. Nó không bị ví dụ như là đánh dòng điện một chiều thì loa hay bị lồi ra anh em nhé, hoặc là thụt vào quá, lồi ra quá hay là thụt vào quá, đúng không ạ? Vì từng cái báo đấy, cái đèn clip nó nhấp nháy thì là loa nó sẽ thụt thò nhiều ra quá. Còn đối với những cái đẩy mà nó công suất khỏe thì nó đánh cho cái loa của mình rung rất ít anh em nhé. Rung màng rất ít, mà nhiều cái video em đã nói với anh em rồi đúng không ạ? Cái màng nó rung rất là ít. Đấy, thì anh em có thể là tham khảo.
Thì với cung đẩy công suất lớn, càng đánh cung đẩy công suất lớn thì loa nó càng bền, càng chất tiếng càng hay, càng căng anh em nhé, tiếng bát, tiếng chép càng căng. Đấy nên anh em phải tham khảo. Và cục này thì giá trị của nó cũng khá là lớn. Đấy, nó lớn tùy người thì nó là cái giá trị rất là lớn. Và nhiều người thì cũng không lớn đâu, nhưng mà anh em phải hiểu đây là một sản phẩm nó cũng có giá trị, đâm ra là anh em có thể là tham khảo rất là nhiều nơi đúng không ạ. Nhưng mà anh em yên tâm, với cái chất lượng bên em bán ra thì anh em thoải mái đi anh em nhá. Bảo hành tất cả 12 tháng anh em nhá, tiếng cực căng luôn. Đó, tiếng cực căng luôn. Đấy, và con này thì bên em sẽ bên em hiện tại là đang cắm trực tiếp là nhạc vào trên đẩy luôn, nhạc từ máy tính vào đẩy và đẩy ra loa luôn chứ không qua thiết bị nào anh em nhé. Con này thì có cả cổng linh, cổng in tín hiệu và cổng linh tín hiệu anh em nhé, sử dụng tất cả là speaker. Cái jack này là cái jack speaker anh em nhé. Đấy, dùng jack speaker hết. Đấy thì ok, em test xong con này rồi thì bây giờ em sẽ đóng và chuyển hàng cho bác. Đấy, và giá của nó như em nói rồi là 10.800.000 anh em nhé. Đó, là chưa gồm phí ship anh em nhé. Anh em nào nhu cầu mua hàng thì cứ có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những clip lần sau anh em nhé. Nghe rất là căng tiếng. Đó. Anh em nghe tiếng rất là chắc. Ok, chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.